Xin chào mọi người, nhất là các em trai em gái tuổi Nhâm Tuất, một trong những cái tuổi mà anh đã nói từ đầu năm là xấu nhất trong lục thập hoa giáp của năm Mậu Tuất 2018. Bởi vì sao? Bởi vì đây là năm tam tai, năm nặng đối với những người tuổi Tuất. Bởi vì 2016, 2018 là ba năm tam tai của những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất, và năm đầu tiên là của người tuổi Dần, và năm ở giữa là những người tuổi Ngọ, và năm cuối cùng là của người tuổi Tuất. Trong khi đó, chữ Tuất, Nhâm Tuất là ngoài cái việc rơi vào năm tam tai, còn là năm tuổi bị trực thái tuế, và nam thì hướng sao chủ La Hầu và nữ thì hướng xướng sao chủ Kế Đô, thì không thể nào mà không xấu được. Thiên can chữ Mậu, nó khắc chữ Nhâm, gọi là tương xung, rất là bất an và rất là nguy hiểm ở trong cuộc sống. Thì 6 tháng đầu năm thì các em đã thấy rồi, nó rất là nhiều rắc rối, đặc biệt là với các em nữ sinh vào cái những cái tháng mà tháng 9 và tháng 3 rồi, thì rõ ràng là gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt thì có một số em thì có người tư vấn đã có thai ở trong cái năm nay, thì nó cũng một phần chế hóa đi cái sự xui xẻo mà các em có thể vấn phải. Thì anh đã làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho tất cả tụi các em rồi, thì đây là hai cái tháng gọi là hỏa vượng. Tháng này là bây giờ là mùng 2 của tháng 6 âm lịch, tức là tháng kỷ mùi của năm Mậu Tuất 2018, thì rõ ràng là nó có nhiều điều cũng không tốt đẹp lắm đối với người mệnh thủy. Thì trở lại với vấn đề, thì do là cái vận niên mọi thứ nó đều xấu, nó chỉ về phía cái người mà tuổi Nhâm Tuất, nữ mạng hoặc là nam mạng này, thì xem thử coi là trong vận hạn thì có tháng nào tươi vui hơn không, và tươi vui hơn là nhờ về cái gì, và tháng nào là thật sự là vận hạn nặng nề, thì các em cần để mà có cái nhận định mà vượt qua. Đặc biệt thì 6 tháng cuối năm này nó có luôn cái tháng tên là tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch là tháng Nhâm Tuất, thì tháng đó thì đối với người Nhâm Tuất thì thực sự là rất là khó khăn. Bắt đầu chúng ta sẽ xét tiếp cái 6 tháng cuối năm. Tháng đầu tiên của 6 tháng cuối năm là tháng 7 âm lịch. Tháng này đối với năm Mậu Tuất 2018 thì là tháng Canh Thân, một tháng mộc. Như vậy mệnh, xét về mệnh là các em là mệnh thủy gặp tháng mộc là sinh xuất bản mệnh, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng là không được tốt đẹp. Cái gì cũng vậy, mà nó sinh ra thì nó sẽ bản mệnh của chúng ta sẽ yếu đi, mà khi mà bị sinh xuất thì các tinh quân tốt có ảnh hưởng tới bổn mệnh của mình trong năm nay sẽ bị yếu đi, mà nó yếu đi thì cái sự xấu nó sẽ hoành hành ở trong cái bổn mạng của chúng ta rất là nhiều, cho nên là phải cần chú ý việc sức khỏe. Đặc biệt là sinh xuất thì rất là dễ bệnh. Thiên can á, chữ Canh với chữ Nhâm á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, về mặt nạp âm ngũ hành á, thì Canh á, thì nạp âm ngũ hành là Kim, Nhâm là Thủy, cho nên có thể nói là thiên can là được tương sinh về nạp âm ngũ hành Kim sinh Thủy. Như vậy là tuy là cái bổn mệnh có sinh xuất không tốt đẹp, nhưng mà công việc không quá khó khăn đối với các em đâu ha. Tại vì nam nữ gì thì năm nay đều dưới sao xấu cả, cho nên là như nhau, không có khác biệt gì đâu ha. Rồi, địa chi Tuất với Thân là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung hợp và cũng không có tương hợp gì cho nhau cả, cho nên có thể nói là về mặt tử vi thì địa chi không có vấn đề, gia đạo cũng tương đối tốt đẹp, không có việc gì quá khó khăn. Đặc biệt là với nạp âm ngũ hành của địa chi là Tuất thì thuộc thổ, Thân thì thuộc kim, cho nên là nó là thổ sinh kim, thì có thể nói là thuộc dòng tương sinh của địa chi, cho nên có thể nói là địa chi thậm chí là còn có thể vui vẻ là cái chỗ dựa cho các em, đặc biệt là chỗ dựa cho mình trong những cái lúc mà sức khỏe mình suy yếu ha, cho nên các em cần cẩn thận. Tiếp theo là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu, và tháng này là tháng Tân Dậu của năm Mậu Tuất 2018. Tháng Tân Dậu thì nó là thuộc mộc, mệnh là như vậy, là mệnh cũng giống như trên, thủy sinh xuất mộc,
bản bản sẽ xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng không được tốt đẹp, cho nên là cần để ý ha. Thiên can thì tân nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Về mặt nạp âm ngũ hành thì tân với canh thì đều là kim, nhâm thì thủy, cho nên là cái vòng tương sinh là kim sinh thủy, cho nên là công việc cũng tiếp tục tốt đẹp, không có khó khăn, thậm chí là có sinh tài lộc nhẹ. Địa chi dậu tuất thì là thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây là được hiểu là sự cản trở nhau trong cuộc sống, cho nên mà mặt địa chi mà thuộc nhóm tương hại thì rất có dễ có chuyện buồn phiền về gia đạo, không phải chỉ là về gia đình và vợ chồng đâu ha, về gia đạo, các mối quan hệ của anh chị em và các mối quan hệ của bạn bè, nó ảnh hưởng tới nhiều ở các mối quan hệ khi mà cái địa chi gặp tương hại với tháng. Như vậy thì với cái tháng 8 thì rõ ràng không tốt đẹp tháng 7. Vì sao? Vì mệnh thì nó cũng giống cái tháng 7 là sinh xuất bản mệnh, thì các cái tinh quân tốt của tử vi năm nó bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì địa chi thì thuộc nhóm tương hại, cho nên là sẽ có một chút rắc rối về gia đạo, cho nên là nếu là các em thì anh cần cẩn thận nhiều điều. Có thể nói như vậy nè, không phải là riêng cái tháng này không đâu, mà nguyên một năm này thì nhâm tuất không những về công việc làm ăn, về gia đạo, mà anh khuyên nó một điều là bổn mạng của mình là quan trọng nhất. Vì anh hay nói ha, tất cả mọi thứ trên đời đều mất đi, các em mất đi thì các em đều có thể làm ra được, nhưng mạng mất đi không thể làm ra được, cho nên là phải giữ được cái mạng của mình. Đừng chán nản, không không ai nợ không giết mình chết, công việc thất bại không giết mình chết được ha, chỉ có bản thân mình tự giết mình thôi. Mình phải tự động viên mình sẽ còn ở phía trước nhiều điều, mình cố gắng lên ha. Kiến tha lâu thì đầy tổ, cho nên là các em phải cẩn thận. Vì sao anh nói như vậy? Vì tháng 9 âm lịch là một tháng rất là khó khăn đối với người tuổi nhâm tuất. Lý do vì sao tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng nhâm tuất luôn? Bởi vì là tháng 9 âm lịch, tháng nhâm tuất là như đã nói, tháng nhâm tuất là của năm Mậu Tuất, không? Đối với người nhâm tuất thì rõ ràng là sẽ có rất là nhiều điều mà cần phải lưu ý. Tháng này thì bổn mạng của người nhâm tuất, tuy là người ta nói là mệnh đồng hàng thủy, nhưng mà lại gọi rơi vào năm sinh tháng đẻ, nó là bị nghịch thủy, cho nên là sẽ rất khó khăn về bổn mạng. Công việc cũng vậy, tuy là cùng hàng nhâm nhưng mà cũng không có tốt đẹp gì cả. Tuất với tuất thì người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, nên cẩn trọng mọi việc, nhất là vào năm thử, tam tai năm mạng. Đầu năm tới giờ thì tháng thìn là cái tháng 3 âm lịch đó, là người nhâm tuất đã bắt đầu tháng thìn vừa rồi đó, đã khó khăn, đúng không? Thì tháng này nó còn khó khăn hơn nữa. Tháng bính thìn là tháng 3 âm lịch đó, còn dự đoán là theo những gì mà mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ không tốt đẹp lắm đâu, và đặc biệt khó khăn, cho nên là mọi người tuổi nhâm tuất đừng nghĩ lại vào cái tháng này, tháng tuổi rồi này kia thì có rất là nhiều vấn đề mà cần phải quan tâm. Hy vọng rằng là với những cái cách sống của những người tuổi tuất là hiền lành, trung thành, sẽ giúp những cái đức năng đó giúp các em vượt qua cái tháng nhâm tuất của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng 9 âm lịch, một cách nhẹ nhàng và êm xuôi. Tiếp tục là tháng 10, tháng Quý Hợi của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này thì cũng như tháng 9, đó là tháng thủy. Tại vì là Quý Hợi là thủy mà, cái này là đại hải thủy, thì đó là thủy đồng hàng, bản mệnh sức khỏe có thể là ok, không có vấn đề gì. Trải qua một cái tháng 9 đầy khó khăn thì tháng 10 thì vọng là nó sẽ có tốt đẹp hơn. Thiên can chữ quý, chữ nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, thì nhâm quý thì đều hành thủy, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là làm hàng, dễ sinh tiền bạc ha, với những người mệnh thủy. Hợi tuất về địa chi
là tự chủ bên ngoài, không hình hại, không xung khắc, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy trải qua cái tháng 9 đầy khó khăn thì tháng 10 báo hiệu nhiều điều tốt đẹp. Thì vì sao mà là thủy đồng hàng ha, thiên can thì được về đàm âm ngũ hành là cùng đồng hàng thủy, không tương xung, không tương hợp gì cả, không có cái kiêng kỵ gì cho cái địa chi và thiên can. Như vậy là bình hòa lại và bắt đầu có những cái điều tốt đẹp. À, trải qua cái tháng 9 thôi là người nhâm tuất gần như là gọi là vượt qua đại hạn lớn nhất của năm nay, và mấu chốt then chốt luôn là tháng 9 âm lịch, tháng nhâm tuất đối với người nhâm tuất. À, còn bắt đầu bước qua tháng 10 thì là hững hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi tại sao như vậy thì mình thấy tháng 10 là khác rồi, tháng 11 nó sẽ còn ok hơn nữa. Lý do là sao? Tháng 11 là tháng kim. À, tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Tý, cho nên nó là kim. Như vậy là mệnh kim tương sinh thủy, bản mệnh sẽ rất tốt. Mà khi bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân, tài tinh nè ha, các phúc tinh nè, thiên đức, phúc đức ha, tài bạch này kia sẽ được tương sinh và hưởng lợi tốt, phát huy các tác dụng tốt đẹp. À, là ngon lành ha. Nghe cái gì mà có tương trợ cho mình tốt là ok rồi. Thiên can á, chữ giáp với chữ nhâm á, không xung không hợp là bạn thấy cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt âm của ngũ hành á, thì giáp thì thuộc mộc mà nhâm thì thuộc thủy, như vậy á, là nó thuộc dòng tương sinh thủy sinh mộc. À, như vậy là tốt đẹp rồi. À, dễ sinh tài lộc, được mệnh tương sinh, thiên can được về mặt âm ngũ hành là tương sinh, rất dễ có tài lộc. À, công việc dễ hanh thông. À, vì như đã nói mà mệnh mà nó được tương sinh thì các tinh quân, tài tinh, phúc tinh sẽ được hưởng lợi. À, địa chi là tí tuất, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy thì lại được tốt đẹp về địa chi nữa, gia đạo cũng ok nha. Tháng 11 ngon lành rồi, được bản mệnh tương sinh, thiên can thì được đạo âm ngũ hành tương sinh luôn, địa chi thì về mặt tử vi thì không có tương khắc, không có gì cả, thì rõ ràng là tháng 11 tốt hơn tháng 10 nữa. À, vừa qua cái tháng 9 xong cái là cái sức eo, qua cái eo cái là thấy khỏe bắn lại liền ha. Rồi tiếp theo là tháng 12, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018. À, tháng này là theo phong tục của người Việt Nam thì mình không có làm nhiều đâu, mình làm đa phần khoảng cỡ 15 rằm tháng chạp là chúng ta đã ngưng rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị mọi thứ mà để làm để tết nhất bây giờ. Là thì tháng này cũng là một tháng kim, bởi vì tháng 12 năm nay là tháng Ất Sửu. Tháng kim như vậy là kim tương sinh thủy, bản mệnh rất tốt, cũng giống như tháng 10, 11 âm lịch. À, các tinh quân, tài tinh, phúc tinh thì đều được cái lợi hết, cho nên là rất là ok. Địa chi là nhâm ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp rồi. Nhâm với lại nhâm thì thuộc thủy, ất thì thuộc mộc. Nha, như vậy nó cũng là thuộc cái vòng tương sinh thủy sinh mộc, giống như là tháng 11. À, ngon lành ha. À, sẽ được mà tốt đẹp về công việc, về cái sự tương sinh. Khi mà cái bổn mạng được tương sinh thì như đã nói, tài tinh sẽ được hưởng lợi, mà tài tinh hưởng lợi trong khi là thiên can là về công việc được tương sinh về nạp âm ngũ hành thì rất là dễ sinh tiền tài. À, tạo nhiều điều thoải mái, ngon lành. À, như vậy là về mạng và địa thiên can là ngon lành, là công việc và ổn mạng ok. Tuy nhiên phần địa chi ảnh hưởng với gia đạo, các mối quan hệ thì không ngon lành. Thì lý do sao? Sửu với tuất là thuộc nhóm tự hình. À, ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. À, tháng 12 là một cái tháng mà có thể nói là mình phải gom góp tiền bạc và đòi nợ lần kia. Có thể là tháng năm nay nó không tốt đẹp thì nợ nần nó có chút ít, nó sẽ tạo ra chúng ta là áp lực. Với cái địa chi mà bị tự hình như vậy á, thì rất là dễ sanh rối rắm ở trong gia đạo ha, thậm chí là các mối quan hệ. Thì cũng đã nói rồi, mình có một năm không tốt mà, thì rất là dễ sinh ba cái chuyện cuối năm là nợ nần rồi nó dí mình, làm cho cái gia đạo nó không được suôn sẻ. Nhưng mà không sao đâu, thì chúng ta có được cái tương sinh về mệnh này, rồi tốt đẹp về thiên can,
thì hy vọng rằng với những cái gì đó mà tốt đẹp mà của người tuổi Tuất thường sống với xã hội, tức là đức năng thắng số, sẽ tạo cho các em được cái sự vững chãi và vượt qua được cái tháng 12 này. Rõ ràng là sau cái tháng 9 thì cái vận hạn của người tuổi Tuất nó tương đối tốt đẹp hơn. Rõ ràng là rớt xuống cái hố xong phải vượt lên lại thì mình phải đi từ từ, chứ không thể nào mà mình vừa rớt có bực cái mình nhảy cái ào lên được, thì rõ ràng nó phải như vậy thôi ha. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong với các em tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 những cái vận hạn của 6 tháng cuối năm. Đặc biệt nhất 6 tháng cuối năm thì các em cũng phải để ý nhất là cái tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch đối với tuổi của mình. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà anh chia sẻ sẽ giúp được các em có được cái sự tự tin, có được cái thông tin mà để biết cương nhu trong tháng nào, phòng tránh những gì, mà vượt qua được cái năm Mậu Tuất 2018 đầy những khó khăn. Hy vọng rằng là các em với đức năng thắng số sẽ vượt lên được cái tử vi phong máy tốt đẹp cho tuổi của mình ở trong năm nay. Rất vui vì các em đã chú ý đón xem. Nếu các em xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng tuổi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ video về tử vi, phong thủy cũng như là vận hạn, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân của mình mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.